bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Tablet. Bước sang năm 2024, ngoài việc quan tâm đến năm nay có những dòng điện thoại nào mới ra mắt, thì mình nghĩ là các fan nhà táo còn đặc biệt quan tâm đến các thông tin rò rỉ liên quan đến bản cập nhật iOS 18. Chính vì vậy mà hôm nay mình sẽ lên video tin tức tổng hợp về iOS 18 cho các bạn. Còn bây giờ thì vào việc thôi. Trước khi đi vào nội dung chính thì mình xin thông tin một xíu. Cửa hàng Việt Tablet hay còn có tên gọi khác là Chiến Thần Định Giá, chuyên thu mua tất cả các dòng máy cũ với cam kết giá thu mua luôn cao số 1 thị trường. Nơi nào cao hơn, Việt Tablet sẽ thu cao hơn nơi đó 300k nữa. Cho nên nếu các bạn muốn bán máy cũ để lên đời máy mới thì phải chạy sang Chiến Thần Định Giá liền nha. Việt Tablet cũng đang sẵn có các dòng iPhone 12 Pro Max, iPhone 14 Pro Max Lite New đẹp keng với mức giá vô cùng hợp lý. Ngoài ra thì iPhone tại Việt Tablet tất cả đều là máy nguyên zin, bảo hành lên tới 1 năm, thay pin miễn phí trọn đời, bao hoàn tiền 100% với mọi lý do. Cho nên là các bạn hoàn toàn có thể yên tâm mua thử để trải nghiệm. Nếu các bạn quan tâm thì bấm vào đường link mà mình để ở dưới phần mô tả và phần bình luận nhé. Quay lại với bản cập nhật iOS 18, đây có thể là một trong những bản phát hành phần mềm thú vị nhất vào năm 2024. Với những rò rỉ ban đầu cho thấy iOS 18 có thể là bản cập nhật lớn nhất trong lịch sử iPhone, nhiều khả năng chúng ta sẽ biết thông tin chính thức của các tính năng iOS 18 vào đầu tháng 6 năm 2024, còn phiên bản chính thức sẽ được phát hành cho tất cả người dùng vào khoảng tháng 9 năm 2024. Về tính năng mới trên iOS 18 thì sao? Nhiều đồn đoán cho rằng bản cập nhật sẽ có loạt tính năng AI mới, bởi lẽ vào năm 2022, AI đã trở nên phổ biến sau khi OpenAI phát hành ChatGPT, một chatbot có thể trả lời các câu hỏi và lời nhắc khác. Google, Microsoft và các công ty khác cũng đã phát hành các công cụ và chatbot tương tự, bao gồm cả những công cụ có thể tự động tạo hình ảnh, trả lời các truy vấn bằng giọng nói. Do đó, Apple được cho là đang nghiên cứu một loạt tính năng trí tuệ nhân tạo mới cho iOS. iOS 18 được cho là sẽ có các tính năng AI tổng quát mới cho Siri, phím tắt, tin nhắn, Apple Music, Pay. Trong cuộc gọi báo cáo thu nhập vào tháng 2 năm 2024, giám đốc điều hành Apple cho biết công ty đang nghiên cứu về AI và thông tin chi tiết sẽ được công bố vào cuối năm nay. Theo trang Bloomberg cho biết, AI tổng quát sẽ cải thiện cả Siri và ứng dụng tin nhắn có thể đưa ra câu hỏi và câu tự động hoàn thành. The Information cũng cho biết thêm, Apple sẽ kết hợp các mô hình ngôn ngữ lớn vào Siri để cho phép người dùng tự động hóa các tác vụ phức tạp, một tính năng liên quan đến việc tích hợp sâu hơn với ứng dụng phím tắt. Một tính năng mới tiếp theo được đồn đoán là iOS 18 sẽ hỗ trợ RCS trong ứng dụng tin nhắn. Vào tháng 11 năm 2023, Apple thông báo rằng họ sẽ hỗ trợ tiêu chuẩn nhắn tin đa nền tảng RCS trong ứng dụng tin nhắn trên iPhone, bắt đầu vào năm 2024. Vì vậy, đây có thể sẽ là một tính năng của iOS 18 dựa trên khung thời gian đó. RCS là phiên bản kế thừa của SMS và MMS. Nó sẽ mang lại một số tính năng cho ứng dụng tin nhắn. Khi người dùng iPhone và Android nhắn tin với nhau, hỗ trợ RCS sẽ mang lại những cải tiến cho trải nghiệm nhắn tin mặc định giữa iPhone và thiết bị Android như ảnh và video có độ phân giải cao hơn, tin nhắn âm thanh, chỉ báo gõ, nhắn tin Wi-Fi giữa iPhone và thiết bị Android, trò chuyện nhóm được cải thiện, người dùng iPhone có thể rời khỏi cuộc trò chuyện bao gồm người dùng Android, cải thiện mã hóa so với SMS. Song song đó thì có một tính năng mà nhiều người thực sự mong muốn Apple sẽ mượn từ Android là khả năng chỉ cần chạm vào giữa từ để đặt con trỏ vào đó. Nhờ đó chúng ta sẽ có thể dễ dàng sửa lỗi chính tả. Hiện tại thì để đến giữa một từ, chúng ta phải nhấn giữ phím cách và kéo. Thao tác này hoạt động đủ tốt nhưng mà chậm hơn đáng kể. Có thể nói iOS 18 là một bản cập nhật mà người dùng gửi gắm rất nhiều kỳ vọng. Cách đây không lâu, trang Bloomberg đã mô tả iOS 18 là bản cập nhật đầy tham vọng và hấp dẫn nhất của Apple trong nhiều năm nay. Bản cập nhật này được cho là đột phá bên trong và có đầy đủ các tính năng và thiết kế mới quan trọng bên cạnh các cải tiến về bảo mật và hiệu suất. Vậy thì những chiếc iPhone nào được cho là sẽ tương thích với iOS 18? Hiện tại thì chưa có nguồn đáng tin cậy nào chia sẻ về thông tin này. Tuy nhiên, với việc iOS 17 ngừng hỗ trợ cho iPhone 8, iPhone 8 Plus và iPhone X được ra đời vào năm 2017 thì rất có thể là các mẫu iPhone ra mắt vào năm 2018 như là XR, XS, X Max sẽ không được lên đời iOS 18. Bản cập nhật iOS 18 cũng được kỳ vọng sẽ triển khai toàn cầu tất cả các tính năng chính
chính. Vì ở bản cập nhật iOS 17, một trong những tính năng nổi bật là Fly Voicemail, nhưng nó chỉ khả dụng ở Mỹ và Canada, khiến người dùng ở nhiều khu vực khác trên thế giới tiếc hùi hụi vì không thể trải nghiệm chúng. Vì vậy, nhiều người hiện nay đang mong đợi tất cả các tính năng mới của iOS 18 sẽ được phát hành ở tất cả các quốc gia trên thế giới để mọi người dùng có thể trải nghiệm. Nhìn chung, dựa trên những gì chúng ta biết cho đến nay thì iOS 18 sẽ là một bản cập nhật khá lớn cho iPhone, mang đến hàng loạt cải tiến, tính năng mới để nâng tầm trải nghiệm của người dùng. Còn các bạn kỳ vọng gì vào bản cập nhật lần này của Apple? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!